ai nói mâu thuẫn đẹp là được phải lấy tiếng lực. Trong mắt tôi chồng tôi đẹp, anh cười tôi cười á. Trong mắt tôi là tiếng lực đẹp, trường gian xấu, đơn giản vậy thôi. Diệu Nhi Buka cả như là không có đọc. Sao không, em thấy mấy chị dễ thương mà. Anh nói chơi thì thôi, chứ tụi nó không, vẫn không đẹp nha. Ví dụ đây cho đồng chị Cát thì lý ra thì phải gọi đây bằng anh, không gọi đây bằng chị Cát, gọi đây bằng thằng. Thằng ơi, sao anh kỳ vậy Thành? Bây giờ có một cái tình yêu mà nó nhấp vô trời sụt như vậy. Bây giờ người ta leo mình một con giáp mà giờ này nó dưới mình một tuổi, mình kia nó bằng gì. Hoặc là gọi đây bằng thằng thì gọi đây bằng con. Anh Nghĩa, đời đầu đó luôn là tốt. Anh nhớ mấy cái xe mà, xe số mà rim á, thai đời đầu á, giờ bác có giá dữ lắm. Đồ cổ, đồ cổ. Tự nhiên cái ví hai đứa em bị qua cái dàn đồ cổ. Tự nhiên nó hơi thấy hàng nhỏ nó già dễ sợ luôn vậy đó. Cái trang báo hả, báo trên mạng hả? Dạ. Trang nó có chửi anh với Trấn Thành chưa? Ca mập lên là bởi vì sao em? Buồn á, ăn bậy ăn bạ riết mập. Ủa vậy Thành ơi, chắc em buồn dữ lắm hả Thành? Em vui, em là người khác vui mà mập. Còn Khoa là em là còn trẻ tuổi, vì sao cái mặt giống như ba vậy cưng? Ít Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Dạ, đối với em đẹp là được. Cái này thì Thu Trang đã giữ rất là vững phong cách của dạ. Chúng mình. Đây, nói mâu thuẫn đẹp là được phải lấy tiếng lực. Trong mắt tôi chồng tôi đẹp, mắt cười tôi cười á. Trong mắt tôi là tiếng lực đẹp, trường gian xấu, đơn giản vậy thôi. Theo triết học phương Đông, trời ơi Thành ơi, thì người có Thành ơi không, thật mà, người ta định nghĩa đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Đối với mọi người có thể con cóc nó sần sùi, nó không đẹp, nhưng con cóc cái thấy nó đẹp. Thành thử ra là đối với Thu Trang, tiếng luật đẹp. Ý là nói là vợ chồng mà cóc đó. Ý là vợ chồng là hai con cóc hả? Dạ. Dạ em sẵn tiện ở đây có đông đủ mọi người, anh chị em nghệ sĩ với lại trên sóng truyền hình. Em quyết định là em không thân với Trấn Thành nữa. Dạ. Cảm ơn mọi người đã làm chứng cho em. Dạ em xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Kansamita. Mời bạn về vị trí của mình. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái ca khúc này. Mời em về vị trí nha. Trời ơi. Ca khúc trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc từng một thời say đắm bao nhiêu khán giả châu Á. Dễ thương quá à. Opa. Thích kìa. Trang ơi, Trang ơi, em đang làm cái điều kế một cái người mà thường xuyên nghe tiếng Hàn Quốc đó Trang. Dạ em biết mà. Ừ. Thì em búi nói quá đúng hả? Không, cái này là Harry dạy em. Harry dạy em. Thích kìa. Bà cái Harry nó dễ thương, nó làm dễ thương. Bà làm đúng rẫu vậy gà luôn. Không mà cái cậu này á, là đúng như mình dự đoán, có thể là cậu biết hát hay á, tại vì cậu, có thể cậu biết hát hay. Cậu hát siêu diễn thôi, chỉ siêu diễn theo cái bài hát thôi mà cậu y chang, nếu mình không biết cậu là người Việt Nam mà mình nghĩ cậu hát luôn á. Nó trùng khớp về cái voice và cái hình á, y chang luôn. Thì đã nói từ đầu rồi, đẹp có quyền. Bích Phương, em nghĩ thế nào? Ok. Oppa là dớp rồi, ok dính à. Chính trà. Đẹp trai mà ngồi dối không biết nói gì. Nhưng mà thường thường mấy cái nắm độc là nó đẹp hơn là cái nắm không độc. Giống như gái đẹp là độc. À. Em đồng ý với vấn đề đó. Đúng không? Còn cỡ như là Diệu Nhi Buka cả như là không có độc. Không, em thấy mấy chị dễ thương mà. Anh nói chơi thì thôi, chứ tụi nó không, vẫn không đẹp nha. Nó em anh mà, vẫn không đẹp nha. Nó dễ thương mà nó hài hước. Ba chị ơi, mình có coi được đoạn clip này. Mấy đứa ơi đừng buồn nha, sự thật là vậy mà. Trò đưa yêu dễ sợ. Dạ. Nào không đẹp. Hôm nay mà em nghe tin là quay chung với cô Cát Phượng với chú Tuấn là em yên tâm lắm. Sao vậy? Thấy chưa, người ta cũng kêu là chú Tuấn á Thành, thấy không? Người ta kính trọng. Nên tụi con là một những nghệ sĩ có tâm và có đức. Ví dụ đây cho đồng chị Cát thì lý ra thì phải gọi đây bằng anh, không gọi đây bằng chị Cát, gọi đây bằng Thành. Thành ơi, sao anh kỳ vậy Thành? Bây giờ có một cái tình yêu mà nó nhấp vô trời sụt như vậy. Bây giờ người ta leo mình một con giáp mà giờ này nó dưới mình một tuổi, mình kia nó bằng gì. Hoặc là gọi đây bằng thằng thì gọi đây bằng con. Mà không gọi đây bằng con, gọi đây bằng chị, nhưng gọi đây bằng thằng. Không, từ ngày Minh Tuấn bạn tôi quen với chị Cát Phượng, tôi đã chuyển tên gọi khác rồi. Gọi là? Tôi không gọi là chị Cát nữa.
đây là Tuấn, vợ gọi là Tuấn, ok? Chúng ta là bạn, tao mày đúng không? Hợp lý. Bé cát. Bé cát. Có phải có cái danh từ hợp lý? Đây là chương trình Vòng Mãi Vòng Ai, không phải chương trình Đi Tìm Gia Phả. Đề nghị tập trung. Nè, nói nghe, hôm nay về chỗ ngồi liền đi. Bởi vì sao? Mình sẽ đón tiếp hai nhỏ em gái. Về liền. Đẹp. Ôi, đẹp, 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 ơi, đẹp, 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 đẹp. Là phải về lẹ. Đẹp là về liền nữa. Ngọc nữ nghe em, ngọc nữ. Mà cỡ đẹp như Buka không? Trời ơi, Buka không có cửa em ơi. Lê Giang. Chị Lê Giang là một cái level mới rồi nha. Đi vô. Biết bên đây không? Biết. Bên đây là mà... Phải, Lê Thị Sàm. Đó là gì? Gì? Nguyễn Hà My. Nguyễn Hà My. Ủa vậy hả? À, Nguyễn Hà My. Ờ, Mỹ Dung với Hà My. Tưởng ai? Nhưng mà quá đẹp đúng không? Một trong hai cô bé này là hot girl xem như là đời đầu đúng không á? Em định nói. Đến giờ vẫn còn đẹp. Tại vì nhiều cái bà hot girl đời đầu, bây giờ hết hot girl rồi. Hot mom. Bây giờ là hot mom rồi. Anh Nghĩa, đời đầu đó luôn là tốt. Anh nhớ mấy cái xe mà, xe số mà Dream á, thai đời đầu á. Giờ bán có giá dữ lắm. Đồ cổ, đồ cổ. Tự nhiên cái ví hai đứa em tự qua cái dàn đồ cổ. Tự nhiên nó hơi thấy hai nhỏ nó già dễ sợ luôn vậy đó. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị. Nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý có lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. Bây giờ nè. Mall. Mall đi rồi, mall đó. Department store. Mỹ, bên Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mo thấy á. Hiện nay đang còn đi học hay là đi làm gì rồi? Dạ em học tiếng Trung và em cũng làm bên một cái trang mạng xã hội. Cái trang báo hả? Báo trên mạng hả? Dạ. Trang nó có chửi anh với Trấn Thành chưa? Gì vậy Giang? Là thớt chưa hả? Mà công nhận em hay thiệt nha. Đó, nực muốn chết mà em mặc đồ nhiều tầng nhiều lớp. Anh nghĩ anh đừng có rờ màu nó lật nguyên một miếng xuống. Anh rờ cái chỗ gì vậy? Anh xin lỗi, nhưng mà tại vì anh thấy chỗ này nè, nó như mấy gói quà vậy đó, dễ thương lắm. Anh Nghĩa, anh quên người ta là con gái luôn á hả anh Nghĩa? Tại vì Buka bình thường đàn ông lắm, Buka nó mẹ lắm. Mẹ lắm, giống như mấy người trong quân đội. Riêng em giấu cho gì em biết. Còn Buka sao, vẫn hạnh phúc chứ? Đừng sát muối vào trái tim em. Anh xin lỗi, bởi vì anh không có cập nhật kịp mấy cái thông tin của mấy đứa em giờ đó. Thôi anh, mình nói anh tiếp về chuyện bài hát đi anh. Anh không thấy Buka mập lên 6kg à? Buka mập lên là bởi vì sao em? Buồn anh, ăn bậy bạ riết mập. Ủa vậy Thành ơi, chắc em buồn dữ lắm hả Thành? Em vui, em là trường hợp khác vui mà mập. Còn Khoa là em là còn trẻ tuổi, vì sao cái mặt giống như ba gì cưng? Bốn mùa rồi thì tới mùa thứ tư em mới là vị nghệ sĩ khách mời, vui không em? Dạ vui ạ, em rất là thích chương trình này và em phải để đủ coi hết ba mùa để có những cái kinh nghiệm, những cái nhận xét nó thật là đánh giá cao sự tinh tế của em để mà em... Đừng nói trước, mắc công lát thua người ta chiếu lại khúc đề kỳ lắm. Chưa bao giờ có một nghệ sĩ nào mà để tham gia một chương trình phải coi tới ba mùa mới đủ kinh nghiệm tham gia một chương trình. Tại em cái mặt của em nó thuộc cái dạng mặt cẩn thận. Cái khuôn mặt cẩn thận cho nên là cái gì em cũng phải kỹ ơi. Cái mặt này mặt cẩn thận rồi, cái mặt nào mới là cái mặt sơ sót em? Anh không hình dung được cái mặt sơ sót là sao luôn á. Kiểu như mặt anh đấy. Không, mặt anh là kiểu sai sót đấy. Thật ra nhá, nếu mà mình phải nói về nhân tướng học em ạ, bây giờ mặt cẩn thận là mặt ít nhất phải như Quang Trung đấy, là người ta cẩn thận, da người ta trắng, người ta chăm sóc. Mặt em là mặt sỏi thận. Em hiểu không? Thận nhiều quá nó mới đen, em hiểu không? Quang Trung thì không phải là chỉ diễn viên không thôi mà còn hát rất là hay nữa, mọi người biết rồi đó. Anh chỉ lo cho em thôi Khoa. Trời ơi, hát hay lắm. Làm thử một câu đi. Thôi lỡ nè. Mà anh đừng có làm vậy sơ sót đó anh. Không, em hát bài tủ của em ạ. Vì sao vậy? Bolero ạ. Bolero. Vì sao nha? Vì... Vì sai chứ ạ. Vì sao anh nhớ em thế này? Tít tít tít. Thương nhớ đong đầy trong lòng mất. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Mà đêm đã nhớ như vậy. Mày táo bón rồi sao mày hát à?
Bây giờ các em muốn về đội của ai? Trấn Thành hay Trường Giang? Nói chứ tụi em chọn đi. Trời ơi, cái giọng anh đàng hoàng vậy anh Thành. Con người anh sống vì cái tâm anh. Giọng anh nghe như người tốt luôn á. Tốt trời. Em thử vậy thôi đó mà nó trời. Lâu lâu ra để tao tu đi không chịu à.